Một cô gái hỏi bao nhiêu tiền một trái dừa vậy ông? Ông già bán dừa trả lời cô ta, thưa cô, 10.000 một trái. Cô gái nói, bán cho tôi 2 trái 15.000 được chứ? Không được, tôi đi chỗ khác ạ. Người bán hàng trả lời, cô lấy đi 15.000 hai trái. Tôi nghĩ như vậy cũng tốt rồi, bởi vì cả ngày nay tôi chưa bán được cho ai cả. Cô gái lấy 2 trái dừa và bỏ đi với cảm giác của một người chiến thắng. Cô ấy bước vào xe hơi và đi đón cô bạn. Cả hai cùng tới một quán ăn sang trọng. Hai cô gái ngồi xuống bàn và gọi những thứ họ thích. Họ chỉ ăn một ít và để lại rất nhiều thứ mà họ gọi ra. Sau đó cô ta thanh toán hóa đơn. Hóa đơn là 850.000. Cô gái đưa ra 900.000 và nói với ông chủ quán, khỏi thôi. Sự việc này có vẻ rất bình thường đối với ông chủ quán nhà giàu có, nhưng nó rất đau đớn cho người bán dừa tội nghiệp. Tại sao chúng ta thể hiện sự tính toán chi ly khi chúng ta mua hàng của những người nghèo khổ tội nghiệp? Và tại sao chúng ta lại quá hào phóng với những người không cần sự hào phóng của chúng ta?